Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng và báo giá một loạt xe Toyota Vios xanh đỏ, tím vàng, trắng, nâu đen đầy đủ. Đây là một trong những mẫu xe quốc dân, giá cả thì rất là bình dân. Vâng, Toyota là một trong những mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm, vâng, thương hiệu của Nhật Bản, ngon bổ và rẻ, vâng, tiết kiệm nguyên liệu, hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe hàng quốc dân, giá cả bình dân đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, đây là một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất những năm 2005, mang phiên bản số sàn, khối động cơ là 1.5, con này nó là bản Nimo lưng full kịch đồ, mang biển kiểm soát 35A15777, mang nước sơn màu đen, la răng đúc 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh các bác nhá. Mà giá tiền thì chỉ với 120 triệu đồng. Vâng, chỉ với 120 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất những năm 2005, mang phiên bản số sàn, khối động cơ là 1.5, máy xăng. Các bác mua về tập đi tập lái trước này thì rất là ok luôn. Một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy. Con 2005 này bây giờ là đăng kiểm thì được 1 năm các bác nhá. Đấy, trước thì đăng kiểm có 6 tháng thôi, nhưng bây giờ nó chuyển sang hết là đăng kiểm được 1 năm rồi. Đấy, biển kiểm soát quê hương Ninh Bình. Và bên cạnh đây là một mẫu xe sản xuất những năm 2015, số sàn bản E, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A 19487, mang nước sơn màu đen xịn sò, la răng đúc 4 bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Vâng, một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2015, số sàn bản E, bên em đang chào bán với giá là 320 triệu đồng thôi. Đấy, 320 triệu đồng, bên em còn có bao hồ sơ cho các bác. Màn hình Android cam nồi đầy đủ. Vâng, mẫu xe phải nói là quốc dân, giá cả thì bình dân. Vâng, 320 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios 2015. Vâng. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe quốc dân, giá cả bình dân hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng, bên em cứ alo trực tiếp cho em. Đấy. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2017, số tự động, động cơ của nó là 1.5 máy xăng. Con này nó là bản E các bác nhá. Đấy, bản E số tự động. Vâng, màn hình Android, túi khí cũng như ABS, gương kính chỉnh điện và cột xe. Đấy, dòng Toyota thì các bác đã biết rồi đấy, máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Đấy. Những hãng taxi thì thường thường là dùng Vios với Morning và i10 thì đi rất là bền luôn các bác nhá. Đấy, những cái dòng này thì đi rất là lồi đồng cuối đá các bác này. Đấy, con này thì là 405 triệu đồng, 405 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe số tự động, biển kiểm soát lại còn Hà Nội, đeo biển kiểm soát 60A, vâng, 82590. Một mẫu xe Toyota Vios, con này nó là bản G. Bản G thì động cơ của nó chỉ với 1.3 thôi, mang nước sơn màu trắng này, la răng đúc 4 bánh này. Đấy, một mẫu xe bản G số sàn, động cơ 1.3. Vâng, vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này tầm khoảng chưa đến 6 lít xăng trên 100 cây số này. Nội thất thì ghế da màu đen, vâng, túi khí đầy đủ luôn. Màn hình Android cam nồi OK luôn. Gương kính chỉnh điện, vâng, mẫu xe Toyota Vios. Mẫu xe bản sedan hay đâu, động cơ 1.3. Đấy, máy xăng, nước sơn màu trắng ngọc trai. Đấy, bác nào mà mua chiếc này về kinh doanh dịch vụ thì rất là tiết kiệm các bác nhá. Đấy, về làm taxi thì rất là ok luôn. Tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ mới, biển kiểm soát 15A. Đấy, 30971. Một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất năm 2017, nó lên máy mới, máy trắng các bác nhá. Mang nước sơn màu đen, la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn. Đấy, gương kính chỉnh điện và cột xe. Đấy, con này nó là một chủ sử dụng từ mới các bác nhá, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng xịn sò luôn.
Giá tiền của chiếc Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 369 triệu đồng. 369 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota là một trong những mẫu xe quốc dân, bền bỉ, tiết kiệm, vâng, thương hiệu Nhật Bản. Trang bị hai túi khí an toàn, vâng, cũng như ABS đầy đủ luôn. Đấy, động cơ 1.5, vâng, một chủ sử dụng từ mới quá nhá. Đấy, sơn xi thì màu đen rất là đẹp luôn. Đấy, đeo biển kiểm soát Hải Phòng, tư nhân, một chủ sử dụng từ đầu. Giá tiền 369 triệu đồng. Đấy, bên em còn có bao hồ sơ cho các bác, có cả lộc lá luôn cho các bác. Đeo biển kiểm soát Hải Dương 34A26445. Một mẫu xe Toyota Vios 2014 thì lên form mới quá nhá. Lên form mới nhưng máy của nó vẫn là máy đen. Đấy, dòng này thì nó là bản E. Vâng, bản E số sàn. Đấy, túi khí phanh đĩa, vâng, ABS đầy đủ luôn. Gương kính chỉnh điện cụp xe nguyên bản theo xe. Giá tiền của chiếc Toyota Vios bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá chiếc này là đâu đó là 295 triệu đồng. Vâng, chỉ với 295 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota. Vâng, Vios sản xuất trong năm 2014 các bác nhá. Đây, các bác xem phần nội thất này, ghế da màu kem, màn hình Android cam nuôi đầy đủ, túi khí, gương kính chỉnh điện, cột xe nguyên bản theo xe. Mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi mà giá thì chỉ với 295 triệu đồng. Đấy, so với thời điểm này thì Vios thì nó xuống giá rất là nhiều các bác nhá. Đấy, 2014 trước là toàn bán hơn 300, nay chỉ còn có 295 thôi. Đấy, thời điểm này các bác mua xe thì rất là ok luôn. Đấy, xe thì ế ẩm các bác nhá. Và đây là một mẫu xe sản xuất những năm 2016 này, đeo biển kiểm soát Hải Phòng 15A23976 này. Đấy, một mẫu xe bản E la răng đúc, phanh đĩa 4 bánh, túi khí ABS, bản sedan hai đầu. Vâng, một mẫu xe Toyota Vios hàng quốc dân, giá thì rất là bình dân. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 340 triệu đồng. Vâng, 340 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios 2016 các bác nhá. Đấy, một mẫu xe tên tư nhân, biển Hải Phòng, nội thất này. Đấy, rất là ok. Đấy, bản này là bản E xịn luôn các bác nhá. Đấy, bản E xịn luôn, không phải bản Nimo hoặc là bản gì các bác nhá. Màn hình Android cam nuôi, vâng, ok luôn. Màn hình Android cam nuôi đều, gương kính chỉnh điện và cột xe. Đấy, túi khí cũng như ABS. Vâng, mẫu xe quốc dân, sản xuất năm 2016 các bác nhá. Đấy, 2016 340 triệu đồng. Đấy. Và bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Toyota Vios mang nước sơn màu xanh, mang biển kiểm soát 98A. Vâng, 49413. Với giá tiền trước này cũng là 295 triệu đồng. Con này thì sản xuất 2014 này. 2014 táp lô thì đã được trang bị thảm trải táp lô rồi. Màn hình Android cam nuôi đầy đủ. Mẫu xe phải nói là tên tư nhân, mà biển này là biển Bắc Giang các bác nhá, biển Bắc Giang. Vâng. Mẫu xe sơn xi thì màu xanh. Bác nào mà đúng màu đúng mệnh của mẫu xe này thì alo cho em. 295 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Toyota Vios. Vâng, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá. Tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, ký nháy lăn tay đầy đủ, túi khí cũng như ABS, biển kiểm soát Hải Phòng, khắc phục đỏ 15A39583. Vâng, số tự động đời cao mà giá thì chỉ với 415 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 415 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá. Vâng, dòng này thì các bác đã biết rồi, máy móc thì rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Đấy, những cái hãng taxi thì thường thường là dùng Vios này, Morning và i10. Đấy, để làm kinh doanh dịch vụ thì những cái dòng này thì nó rất là bền rồi. Đấy, bền đẹp, rẻ và tiết kiệm các bác nhá. Đấy, giá tiền 415 triệu đồng. Vâng, 415 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios. Đấy, với giá trên thì bên em còn có bao hồ sơ đây. Đấy, cũng như có cả vận chuyển cho các bác, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Đấy, bao zin cả xe luôn. Đeo biển kiểm soát Quảng Ninh 14A. Vâng, 30207 này. Con này thì có năm sản xuất 2018, tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ mới. Sơn xi thì màu vàng cát, la răng đúc, phanh đĩa buôn bánh quá nhá. La răng đúc và phanh đĩa buôn bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn, một chủ từ mới này. Đấy, một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2018 bên em đang chào bán với giá là 372 triệu đồng thôi.
Vâng, chỉ với 372 triệu đồng. Đấy, so với thời điểm trước kia thì con này nó rẻ rất là nhiều các bác nhá. Đấy, nội thất này rất là ok. Bô lăng của nó là bô lăng 3 chấu này, túi khí ABS này, gương kính chỉnh điện và cột xe. Vâng, mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, ngon bổ và rẻ các bác nhá. 372 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Vios. Sản xuất năm 2018, số sàn khối động cơ 1.5. Đấy, con này nó là bản E số sàn các bác nhá. Con này cũng là bản E nhưng mà nó là số tự động các bác này. Đấy, hai con 2018 các bác nhá, 372 này. Con này thì số tự động thì nó đắt hơn là 415. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Vios 2019, con này nó là bản G. Bản G thì nó là bản cao cấp nhất của dòng Toyota Vios, đeo biển kiểm soát Hải Phòng 15A 52406, mang nước sơn màu trắng ngọc trai. Đấy, con này thì vẫn còn một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. La răng đúc, phanh đĩa bốn bánh, vâng, túi khí ABS. Đấy, con này thì đặc biệt nó có điều hòa auto. Đấy, đèn bi siêu sáng nguyên bản theo xe. Đấy, đèn bi siêu sáng nguyên bản theo xe. Đấy, con này nó là bản G. Con này thì cửa tiền của nó tầm 500 triệu đồng các bác nhá. Đấy, 500 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios bản G. Đấy, bản G số tự động, bản cao cấp của dòng Toyota Vios. Đấy, loanh quanh 500 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe quốc dân, giá cả thì rất là bình dân. Vâng, 500 triệu đồng. Bên em còn có bao hồ sơ cũng như có cả vận chuyển luôn cho các bác, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em. Đấy, mẫu xe bản sedan hay đâu, bền bỉ và tiết kiệm. Và bên cạnh đây cũng là một mẫu xe bản G số tự động, động cơ của nó là 1.5, biển kiểm soát 15A 14797 các bác nhá. Mà giá tiền của chiếc này thì bên em đang chào bán chiếc này với giá là đâu đó là 385 triệu đồng. Nội thất ghế da xịn các bác nhá, ghế da xịn màu đen rất là đẹp luôn. Cửa lẻo thì rất là chắc chắn các bác nhá. Màn hình Android và cam nuôi đầy đủ này. Đấy, nội thất thì ghế da này. Đấy, có cả bộ áo ghế massage luôn các bác nhá. Màn hình Android cam nuôi, vâng, hai túi khí an toàn, bệ bậc lên xuống thì đã được Opilock mạ chrome. Đấy, con này thì bên em bán chỉ với 385 triệu đồng thôi. Đấy, bên em còn có bao hồ sơ cho các bác, bao rút hồ sơ gốc về cho các bác cũng như có cả vận chuyển luôn cho các bác, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios 2014 này. Con này nó là xe tư nhân chính chủ, xe gia đình sử dụng, biển kiểm soát Hòa Bình 28A 12965. Với giá tiền của chiếc Toyota Vios này, bên em đang chào bán với giá là đâu đó là, con này là 325 triệu đồng quá nhá. Xe gia đình xịn sò luôn, la răng đúc này. Đấy, đèn bi này, đèn bi siêu sáng các bác nhá. Đấy, đèn bi thì bây giờ là đăng kiểm vẫn được ok các bác nhá. Hồi xưa thì mấy tháng trước thì đèn bi là người ta không cho đăng kiểm, cục đăng kiểm thì không cho đăng kiểm. Bây giờ đèn bi thì cho đăng kiểm vô tư rồi. Màn hình đầy đủ rồi. Đấy, nội thất này rất là tươi. Đấy, mẫu xe quốc dân, vâng, mẫu xe Toyota Vios 2014 bản E số sàn, động cơ 1.5, với giá tiền trước này là 325 triệu đồng. Đấy, bên đoàn nghị còn có bao hồ sơ cũng như có cả vận chuyển luôn cho các bác nhé. Đấy, sơn si thì màu bạc xịn sò luôn. Đeo biển kiểm soát Quảng Linh 14A 49095. Đấy, một mẫu xe Toyota Vios, con này thì nó là năm sản xuất năm 2011 các bác nhé, 2011 này. Đấy, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, không khoan đục, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ. Đấy, con này thì bô lăng của nó là bô lăng méo các bác nhé. Đấy, bô lăng méo này rất là đẹp luôn, gương kính chỉnh điện này. Đấy, túi khí cũng như ABS, màn hình đầy đủ này. Độ lên trần 3D chống nóng rất là đẹp các bác nhé. Đấy, giá tiền chất này là 245 triệu đồng. Đấy, 245 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios 2011 số sàn, động cơ của nó là 1.5 máy xăng, đeo biển kiểm soát Quảng Linh, đeo biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ, một mẫu xe Toyota Vios. Đấy, Toyota Vios con này nó là bản Nimo, lưng bản Nimo lưng full kịch đồ như E luôn. Sơn si thì màu đen, biển kiểm soát 15A 26921. Giá tiền của chiếc này là 189 triệu đồng. Vâng, 189 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng của đá, mẫu xe Toyota Vios này. Ơi, các bác xem này. Đấy, nội thất này. Nội thất thì rất là ok. Đấy, ghế da thì màu kem.
gương kính chỉnh điện. Đấy, lưng cả túi khí các bác nhá. Đấy, lưng cả phanh đĩa luôn. Đấy, mà giá tiền con này thì chỉ với 189 triệu đồng thôi. 189 triệu đồng các bác đã sở hữu mẫu xe Toyota Vios. Có năm sản xuất năm 2010, bản limo. Vâng, đeo biển kiểm soát Hà Nội. Con này nó là Toyota Vios bản G. Bản G số tự động, động cơ 1.5. Bản G nó là bản cao cấp nhất của dòng Toyota Vios các bác nhá. Đấy. Một mẫu xe quốc dân, giá cả bình dân. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em. Đấy, một mẫu xe bản sedan hai đầu các bác này. Sơn si thì màu đen. Vâng. Đấy, la răng đúc phanh đĩa bốn bánh các bác nhá. Hiện tại của chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 288 triệu đồng. Đấy. Xe tư nhân chính chủ gia đình xịn sò sử dụng luôn. 288 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios. Đấy, hàng quốc dân, giá cả thì rất là bình dân. Đấy, cam kết là máy số zin, keo chỉ zin luôn. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Đấy. Đeo biển kiểm soát Hà Nội luôn. Vậy thì bác nào mà Hà Nội, Sài Gòn đúng chân cái mẫu xe này, mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Tiếp tục đây là một mẫu xe đeo biển kiểm soát 15A. Vâng, 15346. Mang nước sơn màu bạc. Vâng, mang nước sơn màu bạc xịn sò các bác nhá. La răng đúc, phanh đĩa bốn bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này ăn tầm khoảng 7 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Đấy, số tự động các bác này. Đấy, bô lăng của nó này, ba chấu này, túi khí này, màn hình đầy đủ các bác nhá. Con này thì chỉ với 285 triệu đồng thôi. 285 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios. Đấy, có năm sản xuất từ năm 2009 các bác nhá. Số tự động, động cơ 1.5, màn nước sơn màu bạc, rất là ok luôn. Màn nước sơn màu bạc xịn sò, la răng đúc, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, mẫu xe Toyota Vios đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.